xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống đời sống Phật hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Đầu Ngự sẽ tiếp tục giảng về những giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua kinh Pháp Cú phẩm Sân Hận. Và chúng tôi hy vọng qua mỗi chia sẻ và giảng dạy của Hòa thượng sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về lời Đức Phật dạy để có một đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, A Di Đà Phật, dạ chúng con kính chào thầy. A Di Đà Phật, xin chào cô Nhật Quân Huy và chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống đời sống Phật. Dạ, kính bạch thầy, bài kệ sau cùng trong phẩm Sân Hận, chúng con xin phép đọc đó là 234, bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Dạ, kính bạch thầy, do nhân duyên gì mà Đức Phật đã nói lên bài kệ này ạ? Dạ. A Di Đà Phật, cảm ơn cô Nhật Nguyên Huy đã đọc cái bài kệ này. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày về cái bài kệ này hôm trước là đi một loạt từ cái bài kệ, nghĩa là 31 cho tới 34. Có một cái nhóm tỳ kheo 6 vị đã buông lỏng tâm và buông lỏng lời nói cũng như buông lỏng cái thân, cho nên nhận những cái đôi guốc gỗ và họ đi rất là ồn ào, cho nên Đức Phật mới quở rằng khi chúng ta bất cứ những cái hành động gì, chúng ta luôn luôn giữ gìn cái thân, cái khẩu và ý cho nó thật thanh tịnh. Nhờ cái thân khẩu ý nó thật thanh tịnh đó thì cái tâm chúng ta nó đứng một chỗ, còn không chúng ta buông lung, chúng ta phóng dật thì rõ ràng chúng ta chạy theo cái tùy thích của mình thì nó sẽ làm cho chúng ta náo động và cái sự giải thoát nó rất là xa. Cho nên trước những cái bài đó Đức Phật đã nói về những cái bài này là giữ cái thân đừng có phẫn nộ, giữ cái lời nói đừng có phẫn nộ, giữ cái ý đừng có phẫn nộ. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật ngài dạy rằng là khi mà bậc trí phải bảo vệ cái thân, bảo vệ luôn cái lời nói, bảo vệ cả tâm tư và ba cái nghiệp khéo bảo vệ. Nhờ cái bảo vệ ba nghiệp đó mà cái sự giải thoát nó sẽ đến gần với tất cả chúng ta. Đó là nguyên nhân mà 6 cái vị tỳ kheo đó đã buông lung tâm ý, không có giữ gìn, mang guốc khua rất là ồn ào. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng phải giữ gìn để không có làm ồn náo cho tất cả chính cái bản thân của mình và tất cả những người khác nữa. Đó là nguyên nhân mà Đức Phật đã nói cái bài kệ này trong cái phẩm cuối cùng của cái kệ cuối cùng của cái phẩm Sân Hận, thưa quý vị. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Vậy kính bạch thầy, trong bài kệ này Đức Phật dạy là bậc trí phải biết giữ ba cái nghiệp của mình là thân khẩu ý. Thì ba cái nghiệp này là cái nghiệp nào, là cái mà hành xử coi như là nặng nhất, là giúp là khiến con người tạo cái tội nặng nhất, mà nếu mình cái mà nặng nhất đó, thì nếu mà mình chỉ biết giữ được cái nghiệp đó không thôi thì nó có giúp cho hai cái nghiệp kia không ạ? Trong ba cái nghiệp thân khẩu ý, nó nặng nhất là cái thân của chúng ta, khi chúng ta tạo tác nó sẽ mắc nhiều cái nghiệp cảm. Và cái vấn đề thứ hai á là cái khẩu của chúng ta, khi chúng ta làm những cái nói như cái lời nói thì nó mang lại những cái hệ quả rất là nhiều, mà chúng tôi cũng đã từng trình bày với quý vị rằng là khi cái lời nói của chúng ta nó không có phù hợp khế cơ, khế lý, khế thờ thì nó mang lại cái hệ quả rất là nặng. Và đặc biệt nhất là những cái lời nói của chúng ta, chúng ta đâm thọc, chúng ta nói thiêu dệt, chúng ta nói lời ác, chúng ta nói lời dối trá thì nó cũng đem lại cái hậu quả cũng không kém. Và cái thân của chúng ta khi cái hành động, ví dụ như chúng ta giết hại, chúng ta trộm cắp, chúng ta tà hạnh đó thì nó sẽ mang lại những cái nghiệp rất là nặng. Nhưng mà mình nói nặng về cái hành động, tức là cái thân của chúng ta và cái khẩu, thì đem lên cái bàn cân chúng ta cân thì thấy nó cũng như nhau. Nhưng mà nó nặng nhất là cái vấn đề cái ý của chúng ta, cái đó là cái cơ quan chỉ huy cho
thân và khẩu nó làm việc, chứ không phải là cái thân và khẩu nó làm việc tự nó đâu mà chúng ta đổ thừa rằng là cái đó là cái do cái miệng nói, chứ không phải ý tôi không có phải nghĩ vậy, hay là cái đó là cái thân tự nó vô tình nó làm chứ không phải là cái ý tôi này. Nhưng mà thực tế thưa quý vị rằng là ngay ở trung tâm đầu não của chúng ta, tức là trung tâm đầu não mình nói là cái tâm của chúng ta đó, mình nói nó hay hơn, khi nó ra một cái lệnh bằng một cái lời nói nào đó nhưng mà nó quá nhanh, nó quá gần đi, chúng ta không có kịp, nếu người nào đó không có tu tập thì không có kịp dừng lại để suy nghĩ hay là để phân biệt đúng sai thì chúng ta phát ra ngay, cho nên chúng ta nói đổ thừa đó là cái miệng tôi nói nhưng mà cái tâm tôi không nghĩ. Thưa quý vị, có một cái điều mà như chúng tôi thường nhắc với quý vị rằng là nếu quý vị đã đi New York hay là đi Pháp hay đi Đức hay đi Đan Mạch, khi quý vị về ở tại nhà của mình, nó cách nhau rất là xa, nghĩa là có thể 10 giờ đồng hồ, 5 giờ đồng hồ, 8 giờ đồng hồ, hoặc là quý vị đi Hawaii v.v. Và có một cái chỗ nào đó nó có một cái ấn tượng đối với quý vị, khi nhắc đến chỗ đó tức là nó hiển hiện ngay ở trong cái đầu óc của quý vị ngay, và buộc miệng rằng là quý vị nói tới cái điểm đó như thế nào, điểm kia như thế nào, rất nhanh như vậy. Còn huống chi nó xa như vậy nhưng mà nó xuất hiện ngay, huống chi là ở đây ngay ở trong cái đầu của chúng ta mà nó xuất phát ra cái miệng, nó chưa được một gang tay cho nên nó rất là nhanh, và cái thân thể chúng ta nó trực tiếp đó cho nên nó rất là nhanh. Cho nên chúng ta không có đổ thừa rằng là tự thân của chúng tôi làm hay là tự miệng chúng tôi nói chứ không phải ý, nhưng mà nó quan trọng là cái ý nó khiến cho mình làm, nó báo cho mình làm. Cho nên chúng ta quan trọng là phải giữ cái ý đó, là cái việc rất là cần thiết mà chúng ta cần phải giữ gìn, lấy cái ý làm chuẩn mà đừng có phát ra cái lời nói và hành động. Cái hành động và lời nói đó là cái sự, tức là chúng ta có thể thấy được, người khác có thể thấy được, nhưng mà cái ý nó mới quan trọng hơn, nó là đứng về cái mặt tâm, đứng về mặt tánh, cho nên chúng ta không có thấy được, nhưng mà nó rất là nguy hiểm đối với tất cả chúng ta, cho nên chúng ta phải cẩn trọng thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Vậy có nghĩa là trong ba anh này, thân, khẩu, ý là anh ý là nguy hiểm nhất đó, kính bạch thầy. Dạ. Rồi vậy thì có nghĩa là cái khổ đau hay hạnh phúc của con người cũng là điều do ba cái nghiệp thân, khẩu, ý này tạo nên. Vậy kính bạch thầy, mình có cách nào mà, hay là cái phương pháp tu tập như thế nào mà giúp cho mình dừng lại cái nghiệp này, hay là chuyển được ba cái nghiệp này không ạ? Trong cái cuộc sống của chúng ta muốn chuyển được ba cái nghiệp ác của thân khẩu ý thì như Đức Phật dạy. Thứ nhất là chúng ta học theo cái hạnh nhẫn nhục và cái hạnh từ bi và cái hạnh tha thứ. Cái hạnh nhẫn nhục nó đem lại cho chúng ta, nghĩa là chúng ta dừng bớt cái tâm của chúng ta lại, đừng có phát ra một cái lời nói quá ư gấp, đừng có làm một cái hành động nó quá ư gấp, và những cái hành động và việc làm nó quá gấp đó nó sẽ dẫn đến cái sự thất bại cho bản thân của chúng ta. Quý vị nhớ một cái câu chuyện là khi ông Tổng thống Lincoln, là vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, ngày đầu tiên ông ta lên nhậm chức, có một cái vị nghị sĩ trong đó đứng lên cười và nói rằng: ông có nhớ không, cha của ông hồi xưa kia đã từng đóng giày cho cả gia đình tôi. Một vị tổng thống mà bị nhục mạ khi cái ngày đầu tiên nhậm chức thì quý vị thấy. Và ông ta rất là bình tĩnh, ông ta rất là thản nhiên, và ông ta đã ngưng cái bài diễn văn lại, và ông ta trả lời rằng là: dạ đúng rồi, cha của tôi đã từng đóng giày cho gia đình của ông, và ở đây có nhiều người thượng người sĩ nữa, và chính tôi cũng có thể đóng giày được nếu quý vị cần. Nhưng mà tôi tự hào rằng cha tôi là một người thợ giỏi, tất cả quý vị đều không có phàn nàn về cái việc đóng giày của ông ta. Cho nên chưa có ai mà phàn nàn đó. Cho nên chúng tôi có thể tự hào được, chính mình có thể tự hào được rằng dù sao đi nữa thì cha của mình là một cái người thợ giày xuất sắc nhất. Đó là sao? Ông đã học được cái nhẫn. Dù bị cái sự chê bai dè biểu đi nữa thì ông cũng không có thấy thái độ đó, ông làm căm phẫn, ông vẫn luôn bao dung. Và sau đó thì thưa quý vị rằng có những cái người ấy, họ đưa lên nói rằng là phải trả đũa những cái người đó,
Thì ông mới trả lời một cái câu rất là xuất sắc. Khi tất cả chúng ta trở thành bằng hữu thì không có bất cứ một kẻ thù nào. Và câu đó Đức Phật đã dạy chúng ta rằng là nếu mà lấy ân báo oán thì oán đó sẽ tan, mà nếu mà lấy oán báo oán thì oán đó chập trùng. Đó là một cái bài học rút ra, một cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta dùng cái lòng từ bi chúng ta, dùng cái sự nhẫn nhục của chúng ta, dùng cái sự tha thứ của chúng ta, thì cái cuộc đời này nó tốt đẹp hết. Còn nếu mà chúng ta không có áp dụng cái đó thì chắc chắn cái bản thân chúng ta cũng phải chịu nhiều cái sự đau khổ, và cái người khác cũng phải chịu nhiều cái đau khổ. Nếu chúng ta có quyền uy không, chúng ta có tiền bạc, thì chắc chắn là cái người khác cũng đau khổ gấp bội chứ không phải là một. Còn nếu chúng ta từ bi thì những cái người đó như thế nào thì chắc chắn quý vị sẽ nhận định được cái vấn đề đó. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy ạ. Dạ, và xin quý vị hoan hỷ đừng rời khỏi máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật.